Vâng, mến chào các quý anh em. Hôm nay trên màn hình đây sẽ là một chiếc Zippo về một câu lạc bộ bóng đá anh em nhé. Và mình sẽ làm clip giới thiệu luôn. Thì nó được đựng trong cái hộp giấy màu đen. Câu lạc bộ này thì rất là nổi tiếng rồi. Đây, nhìn qua anh em thấy luôn nhé, FCB anh em nhé. Và nó được đựng trong cái hộp bên dưới là có giấy hướng dẫn sử dụng. Đây. Tránh xa chị em, nhiệt độ quá cao và chính xa lửa. Thì cái giấy bên trong thì toàn chữ Tây chữ Tàu không anh em nhé. Mình sẽ giới thiệu luôn. Đấy, cái dòng này thuộc cái dòng Vintech anh em này. Vintech Look. Cái dòng Vintech thì nó có cái đặc điểm mà mình cũng đã từng giới thiệu cho anh em nhé, là cái mộc đáy bên dưới này và cái mộc trên mộc dưới là nó bằng luôn, nó không có vòm. Ví dụ như trên màn hình đây cũng là một cái Zippo, nhưng cái này là thuộc cái dòng phổ thông anh em nhé. Còn cái này thuộc cái dòng Vintech thì mình thử đo xem chiều cao nó là như thế nào. Mình cũng khá là tò mò về cái chiều cao của cái dòng Vintech, xem nó có cao hơn cái dòng phổ thông không. Tại là mình cũng chưa bao giờ đo cả. Thì cái này đây anh em nhé. Về cái chiều cao của cái này nó rơi vào tầm khoảng 56,69 ly anh em nhé. Đây, 56,69 ly. Còn so với cái dòng phổ thông này, dòng phổ thông thì đây 50 57 ly à, 57,11 ly. Tức là cái này nó có cái độ vòm ở đây này, đấy, cái độ vòm bên trên này thì nó sẽ cao hơn một chút so với cái dòng Vintech anh em nhé. Cái này thì nó không có độ vòm nên là nó sẽ không cao bằng một ít thôi. Ok, thì mình sẽ bóc ra mình giới thiệu luôn cho anh em. Chất liệu của cái dòng này là bằng đồng thau rồi. Zippo thì hầu như tất cả những sản phẩm trừ những cái cây mà bạc khối vàng khối ra, đồng đỏ các kiểu ra thì hầu như là bằng đồng thau hết anh em nhé. Hầu như bằng đồng thau phải 99%, 95% anh em nhé. Chủ đề trên đây là một cái câu lạc bộ bóng đá rất là nổi tiếng à, nổi tiếng khắp thế giới à, Barcelona anh em nhé. Đây gọi là FCB, anh người ta còn gọi vui vui là bà xã đấy anh em nhé. Thì cái dòng này đóng bóng và sau đấy được khắc chìm anh em nhé, khắc chìm cái logo này nên là đảm bảo với anh em là anh em dùng không bao giờ mòn được cái hình này, trừ trường hợp anh em cố tình anh em mài thôi, cố tình mài cũng phải mài rất là lâu thì mới mòn được, mòn nhưng cũng không thể mòn hết được anh em nhé, nếu mà cố tình mòn mài. Còn nếu để không dùng thì rất là bền, khắc sâu. Đấy, và đổ sơn anh em nhé, nên là cũng rất là bền. Cái lớp sơn này thì shop sẽ bảo hành luôn. Đấy, anh em dùng mà sau này có bị bong sơn này thì alo cho shop và gửi đi cho shop. Thì shop sẽ gửi gửi lên hãng và họ làm đổ sơn lại cho anh em. Nhưng mà cái tiền ship đi ship về như thế cũng cũng khá là tốn kém đấy. Anh em phải chịu cái tiền ship đi ship về đấy anh em nhé. Tầm khoảng hơn 100.000 gì đấy. Trên dưới 100.000. Đấy, còn cái dòng này là dòng đồng bóng nên là có nó sức vân ngang như thế này này. Đấy là một cái đặc điểm của cái dòng ấy anh em nhé. Về cái bản lề nó thì đây. Bản lề này có 5 chấu anh em nhé. Tròn, đều và kín. Cầm xăng thì cái dòng này tầm khoảng 5 đến 7 hôm. Thậm chí còn lâu hơn nữa anh em nhé. Về màu sắc thì một màu vàng óng rất là đẹp. Mặt sau cũng như vậy anh em nhé. Vàng óng luôn. Như một thỏi vàng anh em ạ. Còn về cái mộc đáy thì đây là một cây Zippo mộc đáy lồi. Và nó có ba hàng chữ anh em nhé. Đấy, cái điểm đặc biệt của cái dòng Vintech. Đấy, sản xuất năm 21. Có chữ Vintech ở đây. Ok, thì bây giờ mình sẽ bóc tem ra luôn đi. Để giới thiệu nhanh bên trong cho anh em xem. Mặt sau thì đây, một màu vàng óng. Và tiếng kêu đây anh em nhé. Tiếng kêu thì tùy từng mỗi dòng và mỗi cây thì tiếng kêu nó sẽ khác nhau. Theo mình thấy thì cảm nhận thì cái cây này tiếng kêu khá là ok. Bánh xe thì bén nhá. Và cái độ chắc chắn của cái cây này thì nó khá là chắc chắn. Đây. Nó không có dơ anh em nhé. Không có dơ.
Thì sau một thời gian anh em dùng thì nó sẽ rơi ra một chút và tiếng kêu nó sẽ từ đó nó sẽ hay hơn một chút nữa. Đây bên trong thì nó có màu vàng như thế này, đôi khi nó lem là bình thường. Đấy, do đặc tính của đồng thôi. Mình thử bóp thử cho anh em xem nhé. Khá là cứng cáp, nhưng nó cũng phải có một chút độ mềm mềm của đồng anh em nhé. Ruột với vỏ cây này thì như anh em có thể thấy là ruột với vỏ cây này thì lệch nhau vài ba tháng là không quan trọng đâu anh em nhé. Ruột là sản xuất cây này có trùng năm 21, còn chữ cái thì lệch nhau. Cái ruột Zippo ấy, thường khi họ sản xuất ra họ sẽ không chú trọng đến cái ruột bên trong cho lắm. Đấy. Nên là nó có xước tơ từ nhà máy sản xuất ra nó đã có rồi. Đấy. Anh em chơi nhiều sẽ biết nhá. Sản xuất ra nó đã có như thế rồi. Và ruột này thì bằng thép chuyên dụng nên là rất là bền, còn vỏ là với là bằng đồng nhé, chứ ruột Zippo không có cây nào bằng đồng ấy. Cổ đá này, cổ đá cao tròn đều. Mình thử xoay cái cổ đá anh xem nó sắc sảo cỡ nào anh em nhé. Em thấy không? Cái cổ đá của hàng xịn thì nó phải sắc sảo như thế này chứ. Ok. Còn bánh xe thì sao? Xoay một chút nhỉ. Đấy. Bánh xe thì nó xoay khó hơn tại vì nó màu tối hơn. Nhưng mà cũng rất là sắc sảo anh em nhé. Xéo caro nên là rất là bén. Ngoài ra cái hàng xịn ấy, thì nó có một cái sợi tim có những dây đồng quấn quanh và có một sợi chỉ màu vàng. Thì đây cái sợi chỉ màu vàng nó ở đấy anh em nhé, để cho anh em nhìn nhé. Cây này thì shop sẽ gửi cho anh em, sau đấy rồi anh em được kiểm tra hàng, bóc tem ra anh em xem nhé, và đúng hàng rồi anh em nhận và thanh toán tiền sau thôi. Hiện tại thì cây này shop vẫn đang sale còn giá là 1.100.000 thôi anh em nhé, 1.100.000 bằng những cái cây khác anh em nhé. Đấy, shop có bảo hành nên là anh em dùng có vấn đề gì alo nhé. Ok, thì anh em nào muốn lấy cây này thì số điện thoại đang để bên dưới màn hình đấy ạ. Đuôi là 969 ạ. Còn nếu như muốn xem thêm nhiều mẫu khác thì lúc nào trên website mình cũng có cả hàng trăm mẫu cho anh em lựa chọn nhé. Vâng, anh em xem video có cần thêm gì thì cứ bình luận bên dưới nhé. Hoặc là alo trực tiếp hoặc kết bạn Zalo nhé. Vâng, mến chào anh em.